Nhà vườn Khánh Võ bên em đang công tác chuẩn bị trồng cây rượu cổ thụ để giao hàng cho khách ở Đồng Tháp với khách hàng ha. Đó. Về khách hàng mình có thể thấy ha, cây hiện tại đã bắt đầu đậu trái, rất là nhiều trái trên cây rồi nha. Trên cây cũng còn rất là nhiều hoa luôn. Ở dòng rượu cổ thụ này thì cho năng suất trái rất là cao nha. Cây thì bên em đã dâm ủ rất là khỏe rồi. Mình thấy ha, cái bầu cây rất là lớn luôn nè. Bây giờ thì mấy anh đang công tác chuẩn bị quấn bầu nè. Quấn rất là kỹ nha. Đảm bảo là tới nhà khách hàng là không có bể bầu gì hết luôn nè. Những cây lù cổ thụ lớn như thế này á, thì rất là thích hợp cho những khách hàng mình trồng ở công viên lớn á. Rất là sang trọng luôn nha. Có bóng mát và ăn trái cũng ngon nữa. Dòng lù cổ thụ này thì rất là dễ chăm sóc. Mình trồng ở ba miền khu vực nào cũng được hết. Ngoài những cái size lù cổ thụ lớn như thế này thì nhà vườn Khánh Võ bên em còn rất là nhiều cái size lù nhỏ hơn. Tầm trung cao khoảng 2 mét hơn cũng có, mà cỡ 1 mét 8 cũng có luôn. Những cây giống đều có đủ hết. Quý khách hàng nào đang quan tâm về cái dòng lụa cổ thụ này hoặc là lụa Ấn Độ thì cứ liên hệ ngay cho nhà vườn Khánh Võ bên em để được tư vấn ạ. À.